Tôi tên Trần Văn Cảnh, ở ấp Thanh Bình, xã Tân Hải, huyện Phú Tân, Cà Mau. Nè, nuôi tôm này là 3 năm tôi xài thuốc của CP này cũng đã nhiều năm rồi, thế nó cũng hiệu quả tốt. Về cũng cái đặc biệt là cái là máy nguy sinh này nè, là xài hiệu quả tốt á, tôi xài này cũng nhiều năm rồi, là xài ở đất tới giờ luôn á, ra mặt mà vẫn xài luôn không bỏ nó được. Đó, hình như là nó có cảm tình với tôi. Man CB Bio Blue một ngày mình ủ bao nhiêu cử anh? Tôi dùng nó là một ngày tôi ủ 2 cử. Một cử tối là 10 giờ ủ, tới sáng nhà 8 giờ sáng tôi đánh. Đánh xong rồi tôi vô tôi ủ tiếp tới khoảng 2 giờ chiều tôi đánh. Và tôi cũng giới thiệu với ba cái sản phẩm này rồi. Cũng men rồi xong rồi bây giờ anh em mình đi ra ngoài cái ao dèo đó tôi tặng men. Rồi vô một chút xíu tôi ủ tiếp. Cái bơ này là 500 lít. Sản phẩm này tốt. CB sản phẩm này tốt. CB